Kính chào quý vị. Những ngày gần Tết, chắc hẳn là quý vị đang rất bận bịu với công việc. Thay mặt những người làm chương trình thời sự BRT, chúng tôi chúc quý vị luôn mạnh khỏe, tinh thông để hoàn thành tốt công việc. Đồng thời cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình để khởi đầu ngày mới. Thưa quý vị, cả nước đang hướng về Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 với không khí tin tưởng, phấn khởi và kỳ vọng. Trong nhiều mối quan tâm thì vấn đề về nhân sự cho nhiệm kỳ mới được nhiều người quan tâm nhất. Và gõ cửa ngày mới hôm nay sẽ đề cập vấn đề này. Những câu chuyện hay ý nghĩa trong cuộc sống xung quanh sẽ tiếp tục được ngày mới chuyển tải, giới thiệu đến quý vị. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một phong trào thiếu nhi trong hơn 6 năm qua đã và đang giúp hàng trăm học sinh hiếu học, khó khăn có được niềm vui là những bộ quần áo mới để đón Tết. Còn ở phần cuối chương trình, quý vị đừng bỏ lỡ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lợi ích của ứng dụng đăng ký khám bệnh trực tuyến đang áp dụng tại Bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu. Còn bây giờ là phần điểm lại những thông tin vấn đề sự kiện theo vòng quay 24 giờ. Tin tưởng kỳ vọng vào kỳ tích mới của đất nước. Phụ nữ ở 21 tỉnh thành phố sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được thưởng tiền. 91 phần quà được trao tặng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng kết hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 6. Những thông tin về Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được phóng viên thời sự cập nhật trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, hôm qua, ngày làm việc thứ 3 của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, đại biểu thảo luận tại hội trường về dự thảo văn kiện đại hội. Các đại biểu đã tập trung thảo luận bằng tinh thần trách nhiệm cao với nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên thảo luận. Các tham luận trong phiên thảo luận tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 tập trung đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 gắn với 35 năm Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới. Những ý kiến cũng góp ý cho dự thảo phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới, 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030-2045. Theo dự thảo văn kiện đại hội, mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2021-2025 và những năm tiếp theo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Phấn đấu đến giữa thế kỷ thứ 21, nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến năm 2025, Việt Nam phấn đấu là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Cùng với những ý kiến tâm huyết phát biểu tại hội trường, nhiều đại biểu còn trao đổi bên lề về trách nhiệm kế thừa và hiện thực hóa những mục tiêu quan trọng mà dự thảo văn kiện đặt ra để đất nước có thêm những kỳ tích. Trong dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ 13, luôn nhấn mạnh về khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam là nước có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Nhiều đại biểu là lãnh đạo địa phương khẳng định sẽ quyết tâm hành động, phát huy tối đa thế mạnh và những khâu đột phá của địa phương để biến mục tiêu này thành hiện thực. Chúng tôi là tận dụng cái khâu đột phá thứ ba, tức là về cái đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao để phục vụ cho một cái nền công nghiệp và một cái nền dịch vụ thật sự là có chất lượng. Vì vừa qua là qua cái đại dịch Covid thì chúng ta thấy là cái nguồn lực của du lịch, của dịch vụ, của thương mại là có vấn đề. Do vậy là chúng ta phải chuyển hướng gấp cho cái việc là mở rộng các cái khu công nghiệp và các ngành công nghệ cao để làm sao là cái nguồn nhân lực của chúng ta có thể đáp ứng được theo một cái xu thế là phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhiều đại biểu cũng kỳ vọng Đại hội 13 sẽ có những quyết sách phù hợp với bối cảnh mới để đưa đất nước phát triển bền vững. Cũng kiến nghị với đại hội thì tới đây sẽ dành nguồn lực đầu tư cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu, để khơi dậy cái tiềm năng phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm, Bà Rịa Vũng Tàu là hệ thống cảng biển,
kết nối với hệ thống sân bay quốc tế Long Thành, và một điều đặc biệt là thu hút đầu tư của Cần Lộc để giữ vững cái môi trường đầu tư và nâng cao cái chế tạo chế biến trong cái sản xuất công nghiệp. Đó là cái điều mà Đảng bộ chính quyền Bà Rịa Vũng Tàu tin tưởng vào đại hội 13 lần này. Vinh dự tự hào được tham dự đại hội Đảng lần thứ 13, các đại biểu đều khẳng định sẽ lan tỏa tinh thần đại hội lần thứ 13 đến mọi tầng lớp nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên, khát vọng Việt Nam trong giai đoạn nhiều cơ hội và cũng có nhiều thử thách đang xen như hiện nay. Thưa quý vị, trong tất bật với những công việc cuối năm, với hàng loạt mối quan tâm trong thế giới của người trẻ, thì thời điểm này, đại hội Đảng vẫn là mối quan tâm hàng đầu của các bạn trẻ. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, 100% tổ chức cơ sở đoàn cũng đã đồng loạt ra quân, thực hiện các công trình, triển khai các phong trào, hoạt động chào mừng đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Quan tâm hướng về đại hội Đảng theo cách của người trẻ, gần một tháng trở lại đây, nhiều đoàn viên thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chọn biểu tượng đại hội Đảng lần thứ 13 do Trung ương đoàn thiết kế để làm hình ảnh đại diện trên tài khoản Facebook cá nhân. Bây giờ là thời kỳ 4.0 ấy chị, thì các trang mạng xã hội được sử dụng nhiều, thì Facebook và Zalo là một trong những cái trang mạng được sử dụng nhiều nhất, và trong đó các bạn trẻ sử dụng cái này rất nhiều, vì vậy nên em chọn truyền thông trên các trang mạng xã hội như vậy để cho các bạn dễ tiếp cận với thông tin, chia sẻ được nhiều đến mọi người hơn. Khi thì em thay đổi hình đại diện như vậy thì có rất nhiều người thân trong gia đình và bạn bè của em cũng chia sẻ và hưởng ứng cái về đại hội 13 này ạ. Từ giữa tháng 1 năm 2021, các tổ chức, cơ sở đoàn thanh niên cũng đồng loạt triển khai những công trình, phong trào, hoạt động hướng về cộng đồng với mục đích tạo dấu ấn chào mừng đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Từng phần việc được triển khai thời điểm này đều hàm chứa tình cảm, niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ vào đại hội Đảng. Luôn đặt niềm tin vào kỳ đại hội lần thứ 13 này của Đảng với những chính sách dành cho thanh niên, và đặc biệt hơn hết là hy vọng là trong nhiệm kỳ sắp tới thì thanh niên sẽ có được nhiều những chính sách hay và ý nghĩa hơn để thanh niên có thể phát huy được hết tất cả những năng lực cũng như là cống hiến dành cho đất nước, cho quê hương cũng như là cho địa phương của mình. Năm 2021 được Trung ương đoàn chọn là năm thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp. Để chủ đề của năm hiện thực hóa trọn vẹn ý nghĩa, đoàn viên thanh niên và tuổi trẻ Bà Rịa Vũng Tàu nói chung càng kỳ vọng đại hội Đảng lần thứ 13 tiếp tục có những quyết sách phù hợp, thỏa đáng, tạo bệ phóng cho thanh niên Việt Nam, tuổi trẻ Bà Rịa Vũng Tàu bứt phá mạnh mẽ, cống hiến lớn lao. Chuyển sang những thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ và các bộ ngành trung ương. Thủ tướng vừa thành lập hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng sân bay Sapa thuộc tỉnh Lào Cai. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao là chủ tịch hội đồng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của hội đồng thẩm định. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định. Hội đồng cũng chịu trách nhiệm xem xét quyết định các vấn đề về nội dung kế hoạch thẩm định và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cung cấp tài liệu phục vụ nhiệm vụ thẩm định. Từ ngày 10 tháng 3 tới, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi ở 21 tỉnh thành có thể được thưởng tiền. Đây là nội dung được trích dẫn trong thông tư số 01 năm 2021 của Bộ Y tế ban hành mới đây. Trong thông tư 01, Bộ Y tế xác định 21 tỉnh thành phố có mức sinh thấp là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Khánh Hòa, Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Nai, Bình Thuận, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Kiên Giang. Ngoài ra, tại những vùng này, những xã 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, sinh đủ 2 con cũng sẽ được đề xuất Ủy ban Nhân dân cấp huyện khen thưởng kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật. Còn tại các tỉnh có mức sinh cao, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã có đủ 2 con và tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai dài hạn cũng được khuyến khích hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết doanh thu dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án BOT năm 2020 là 12.636 tỷ đồng. Trung bình một quý của năm 2020, doanh thu của 62 dự án BOT xấp xỉ 3.200 tỷ đồng. Riêng quý 2 có mức doanh thu thấp nhất là gần 3.000 tỷ đồng, do giai đoạn có dịch COVID-19.
Ngoài ra, cũng theo Tổng cục Đường bộ, có 8 dự án đang dừng thu và vẫn còn 4 dự án chưa báo cáo hoặc báo cáo thiếu số liệu. Tiếp tục chương trình là phần tin trong tỉnh. Thưa quý vị, năm 2020, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiện 37 công trình đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu với số tiền hơn 185 tỷ đồng trên địa bàn các xã thôn ấp đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ con giống cho gần 350 hộ với số tiền trên 3 tỷ 400 triệu đồng, hỗ trợ cho gần 145 hộ xây nhà ở, gần 200 hộ xây nhà tiêu, lắp nước sinh hoạt cho hơn 230 hộ, mắc điện kế cho 80 hộ với tổng kinh phí trên 11 tỷ 400 triệu đồng, hỗ trợ tổ chức hơn 10 lễ hội văn hóa của đồng bào dân tộc. Đây là kết quả nổi bật được Ban dân tộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo tại hội nghị gặp mặt, động viên và tặng quà Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia các buổi tập huấn giảm nghèo, mạnh dạn chuyển đổi các loại giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất mang lại hiệu quả như mô hình tiêu sạch chuẩn Việt Gáp, nhãn xuồng cơm vàng, đồng thời vận động đồng bào giữ gìn nếp sống văn minh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tuấn biểu dương những đóng góp quan trọng của các vị có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban dân tộc cùng các cấp các ngành địa phương khẩn trương phối hợp tổ chức thực hiện tốt chính sách hỗ trợ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, tiếp tục phát động hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao tặng quà Tết cho 91 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Ban dân tộc tỉnh cũng trao tặng 8 bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020. Đảng ủy khối, các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành đảng bộ mở rộng tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020 và triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết đảng bộ tỉnh lần thứ 7, nghị quyết của đảng ủy khối lần thứ 5. Trong năm 2020, Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tích cực đổi mới phương pháp làm việc để phát huy hiệu quả vai trò tham mưu cho tỉnh trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2020. Kết quả nổi bật là Đảng ủy khối đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các chi đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2020, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị quán triệt học tập chuyên đề năm 2020 cho hơn 450 cán bộ chủ chốt trong khối. 121 tổ chức cơ sở đảng cũng đã hoàn thành việc học tập quán triệt chuyên đề 2020 với 6.484 đảng viên tham dự. Trong năm vừa qua, các cấp ủy đảng trong khối kết nạp 214 đảng viên, thi hành kỷ luật 2 đảng viên. Năm 2021, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ tập trung quán triệt nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng, nghị quyết đảng bộ tỉnh lần thứ 7 và đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp khóa 5. Trong năm 2020, Tòa án Nhân dân hai cấp huyện và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thụ lý hơn 10.300 vụ việc, trong đó đã giải quyết gần 9.000 vụ việc. Tỷ lệ giải quyết các vụ án đạt trên 87%. So với năm 2019, tổng số vụ việc thụ lý giảm 103 vụ. Tuy nhiên, số án giải quyết xét xử tăng 889 vụ. Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã công bố kết quả này tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020. Năm 2020, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh và huyện đã nỗ lực nâng cao chất lượng xét xử các loại án. Nhờ đó, số vụ án hình sự giải quyết được gần 1.500 vụ, đạt tỷ lệ trên 97%. Án dân sự hơn 7.300 vụ, đạt tỷ lệ gần 86%. Số vụ án hành chính giải quyết đạt tỷ lệ trên 72%. Năm 2021, Tòa án Nhân dân hai cấp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại án, bảo đảm xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật. Không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm cũng như vi phạm thời hạn tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử. Chú trọng trong công tác hòa giải các vụ việc dân sự và đối thoại trong giải quyết án hành chính. Tổng kết công tác năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Vũng Tàu đón nhận cờ thi đua của Chính phủ. Tòa án Nhân dân thị xã Phú Mỹ nhận cờ thi đua của Tòa án Nhân dân tối cao vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác Tòa án Nhân dân năm 2020.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành văn bản số 823 giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai những chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về tăng cường bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên Đán. Tại công văn số 273 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên Đán, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân không sử dụng, trưng bày sản phẩm khai thác trái pháp luật từ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên. Các địa phương cũng kịp thời kiên quyết ngăn chặn, xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm những quy định của pháp luật về lâm nghiệp, các hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển, sử dụng, tiêu thụ các loại thực vật rừng, khai thác trái pháp luật từ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, săn bắt, giết, tàn trữ, vận chuyển, buôn bán động vật rừng trái pháp luật. Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức lễ tổng kết hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 6 năm 2020. Tham dự hội giảng có 32 nhà giáo đến từ 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong số các bài giảng đăng ký dự thi có 15 bài giảng tích hợp, 5 bài giảng thực hành và 12 bài giảng lý thuyết. Kết thúc hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 6, có 31 nhà giáo được công nhận là nhà giáo dạy nghề giỏi. Trong đó có 3 giải nhất, 6 giải nhì, 8 giải ba và 8 giải khuyến khích. Về giải tập thể, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu đạt giải nhất toàn đoàn với 6 trong tổng số 9 nhà giáo dự thi đạt giải cao, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba. Ngoài ra còn có 1 giải nhì, 1 giải ba và 5 giải phong trào. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức cuộc thi đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho một tập thể và 3 cá nhân đạt giải nhất tại hội giảng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tặng giấy khen cho 7 tập thể và 24 cá nhân đạt thành tích cao. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen cho 3 nữ giáo viên đạt thành tích cao tại hội giảng. Trước đó, hội giảng diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 26 tới 30 tháng 11 năm 2020. Thưa quý vị, Tết đến với trẻ nhỏ thì không có niềm vui và hạnh phúc nào bằng việc được cha mẹ dẫn đi mua quần áo mới. Thế nhưng do hoàn cảnh mà không phải đứa trẻ nào cũng được tận hưởng niềm vui đó. Xuất phát từ điều đó mà 6 năm qua, Liên đội trường Tiểu học Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu đã phát động học sinh toàn trường thực hành tiết kiệm bỏ heo đất để Tết đến có kinh phí chia sẻ với bạn bè có hoàn cảnh khó khăn để ai cũng có được niềm vui nhỏ trong ngày Tết. Chính nhờ ý nghĩa nhân văn của chương trình đem lại mà năm học nào thì hơn 1.000 học sinh của trường cũng đều tham gia. Từ đó mà trường có điều kiện mua sắm quần áo mới đón Tết cho hơn 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học. Dù gia cảnh nghèo khó lại mắc bệnh tim, nhưng em Hoàng Anh Thư, học sinh lớp 2 năm, trường tiểu học Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu, luôn là học sinh giỏi. Tết đã đến rất gần, nhưng gia đình Thư vẫn chật vật với nhiều khoản chi tiêu, nên khó có thể mua quần áo mới cho em. Biết được hoàn cảnh của anh Thư, cô giáo chủ nhiệm đã đến nhà em, xin gia đình dẫn em đi mua quần áo đón Tết. Cháu Thư nhà mình ấy là cũng là một trong những học sinh mà khó khăn ở trong lớp, nhưng mà cũng có cố gắng vươn lên học tập. Cháu học rất là tốt, rất là ngoan, thậm chí là còn giúp cô để quản lý được các bạn nữa. Thế thì chương trình Tết của trường mình là có cái chương trình đập heo đất để giúp đỡ những bạn mà có hoàn cảnh khó khăn mà hiếu học. Thế thì bé Thư nhà mình là một trong những trường hợp như thế. Thì hôm nay em đến đây là nói với chị là để đưa cháu nó ra ngoài siêu thị ấy, là mua tặng cháu một bộ đồ để mặc Tết. Đấy là cái quà của nhà trường. Tôi không biết nói gì hơn, tôi chưa hết là cảm ơn nhà trường và đến thầy cô giáo và các anh chị ở đây ạ. Em Lê Hoàng Lân, học sinh lớp 23 cũng là một trong những hoàn cảnh khó khăn, được cô tổng phụ trách và cô chủ nhiệm đến nhà đón đi mua quần áo mới. Dạ bây giờ bà ngoại chưa có mua đồ Tết cho con. Dạ hôm nay các cô đến đây dẫn con đi siêu thị mua đồ Tết, con rất là vui. Đã thành thông lệ 6 năm qua, vào mỗi dịp cận Tết Nguyên Đán, Liên đội trường tiểu học Trương Công Định lại tổ chức dẫn hơn 100 học sinh có gia cảnh khó khăn, học tốt, đi mua quần áo mới đón Tết. Được lựa chọn những bộ quần áo mới, đẹp, đúng sở thích của mình, nên ai cũng hồ hởi, hân hoan. Thì cứ đó là cái truyền thống tốt đẹp của trường Trương Công Định. Các em được tự chọn cho mình. Và đó cũng là cái
những cái gì mà các thầy cô trong trường với những cái bạn mà có hoàn cảnh, những cái bạn mà có điều kiện hơn gửi gắm vào cho các cháu những cái bộ đồ đó. Và với tôi đi cùng với các cháu để chọn những cái bộ quần áo đấy thì thật sự là tôi cũng rất là xúc động. Và tôi nghĩ rằng là những cái bộ quần áo Tết đó nó sẽ mang thêm niềm vui cho các cháu để đón một năm mới. Để có được nguồn tiền mua quần áo mới cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đón Tết, từ đầu năm học, Liên đội Trường Tiểu học Trương Công Định phát động phong trào nuôi heo đất giúp bạn. Tham gia phong trào, học sinh các lớp tiết kiệm tiền để ủng hộ bạn bè. Trung bình mỗi năm, số tiền thu về từ 25 đến 30 triệu đồng. Dịp cận Tết, Liên đội trường sẽ tổ chức ngày hội đập heo đất để tổng kết số tiền, sau đó dùng để mua quần áo mới hay trao học bổng cho những trường hợp được xét chọn. Cái tiền này là mỗi học sinh chúng em sẽ tiết kiệm từ tiền quà vặt nè, và có một số bạn còn tiết kiệm cả tiền Tết của mình nữa để cho heo ăn. Thì em cảm thấy rất là vui vì hoạt động này có ý nghĩa và mang tính nhân văn. Thay vì được bố mẹ cho tiền để ăn sáng, mua đồ chơi, thì bây giờ chúng em sẽ sử dụng số tiền này để cho heo đất, nuôi heo đất giúp các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với cái tinh thần là tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, và cái ý nghĩa của phong trào mình mang tới cho học sinh là giáo dục học sinh ý thức tiết kiệm và biết giúp đỡ lẫn nhau. Ngay từ đầu năm học, và các thầy cô phải có trách nhiệm là nêu lên ý nghĩa, vai trò của cái hoạt động này, thì các em hiểu được ý nghĩa, vai trò hoạt động thì các em sẽ làm một cách là tự nguyện và vui vẻ, và đặc biệt là được phụ huynh học sinh ủng hộ rất là nhiều. Lây lan COVID-19. Tiếp nối chương trình ngày mới là phần điểm qua thông tin trên các báo. Mời quý vị theo dõi sau ít giây nữa. Thưa quý vị, tâm điểm của các trang báo sáng nay tiếp tục ghi nhận diễn tiến của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, trong đó tập trung vào việc thảo luận về nội dung văn kiện đại hội. Đăng nội dung tham luận của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, báo Vietnamnet trích dẫn, văn kiện là văn bản gốc và phải có tính mở đường. Do đó, các dự thảo văn kiện trình và được xem xét thông qua tại Đại hội 13 lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc mở đường để thực hiện các mục tiêu lớn lao đã đặt ra. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhấn mạnh, nếu mở đường tốt thì ba mục tiêu phấn đấu hướng đến như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề cập đến trong phiên khai mạc là đến năm 2025, là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao, là hoàn toàn có thể thực hiện được. Thưa quý vị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có thông cáo gửi báo chí về việc yêu cầu các đơn vị vận hành nguồn điện chấp hành nghiêm lệnh điều độ để đảm bảo vận hành an toàn ổn định hệ thống điện quốc gia trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Báo Sài Gòn Giải phóng đưa tin, để đảm bảo vận hành tuyệt đối an toàn và ổn định toàn hệ thống điện quốc gia trong những ngày diễn ra đại hội, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia sẽ tăng dự phòng công suất quay so với ngày thường, đồng thời giảm truyền tải trên đường dây 500 kV theo đúng phương thức, đảm bảo cung cấp điện, nhằm đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện quốc gia, góp phần quan trọng phục vụ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và các sự kiện sau đại hội. Thời gian gần đây, một số cơ quan thông tấn báo chí đưa tin do chênh lệch giá heo thịt và các sản phẩm từ heo giữa Việt Nam và các nước láng giềng cao nên xuất hiện tình trạng buôn bán vận chuyển trái phép qua biên giới, làm gia tăng nguy cơ lây lan các dịch bệnh nguy hiểm. Trước thông tin trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu xử lý. Báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng phối hợp chỉ đạo tăng cường kiểm soát vận chuyển heo, sản phẩm từ heo qua biên giới. Đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của các bộ ngành và chính quyền địa phương, triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp ngăn chặn nhập lậu heo, sản phẩm heo trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn lối mở và tuyến biển. Các bộ ngành và địa phương tuyên truyền vận động nhân dân khu vực biên giới không tham gia tiếp tay cho buôn bán vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ heo và sản phẩm heo ra vào Việt Nam.
Một thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giao thông vận tải được báo Thanh Niên đăng tải, đó là những chuyến phà rạch miễu mới đưa khách qua sông Tiền, nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã hoạt động trở lại sau gần 2 năm ngừng hoạt động. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Thanh Niên, năm 2009, phà rạch miễu đã ngừng hoạt động và nhiệm vụ đưa khách qua sông Tiền được thay thế bởi cầu BOT rạch miễu. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, lượng phương tiện di chuyển qua lại cầu rạch miễu tăng nhanh nên tình trạng ùn ứ xe liên tục xảy ra, buộc phà phải hoạt động trở lại. Tuy nhiên, phà rạch miễu mới chỉ hoạt động tạm thời và sẽ ngưng hoạt động khi dự án cầu rạch miễu 2 được xây dựng, hoàn thành và đưa vào hoạt động. Ghi nhận tại sự kiện khánh thành phà rạch miễu, phóng viên báo Thanh Niên cho biết, thời gian hành trình của mỗi chuyến phà khoảng 10 phút, tần suất hoạt động của phà rạch miễu sẽ phụ thuộc vào tình hình ùn tắc giao thông khu vực cầu rạch miễu. Cụ thể, khi không xảy ra ùn tắc thì lịch trình chạy phà sẽ được kéo giãn và ngược lại thì sẽ được đẩy nhanh. Tổng mức đầu tư toàn dự án phà rạch miễu khoảng 100 tỷ đồng do ngân sách tỉnh Bến Tre chi trả, trong đó đầu tư phần cầu phà, đường phía tỉnh Bến Tre khoảng 70 tỷ, còn lại 30 tỷ đầu tư xây dựng cho phía tỉnh Tiền Giang. Thưa quý vị, quy trình công tác nhân sự Đại hội 13 được chuẩn bị rất chặt chẽ, công phu và có nhiều điểm mới so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, số lượng cán bộ được quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa mới ít hơn. Trước đây thì công tác nhân sự được thực hiện theo quy trình 3 bước, thì lần này là 5 bước. Bên lề đại hội, ông Hậu A Lền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cung cấp nhiều thông tin công tác nhân sự Đại hội lần thứ 13. Vấn đề được nhân dân cả nước rất quan tâm. Mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa đồng chí, công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội 13 đã được tiến hành theo quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng như thế nào? Trước hết là công tác nhân sự Đại hội lần thứ 13 thì đã được Ban chấp hành Trung ương khóa 12 chuẩn bị một cách nghiêm túc. Trong suốt nhiệm kỳ khóa 12 thì ngay từ đầu nhiệm kỳ đã xác định công tác xây dựng đảng là rất quan trọng, là nhiệm vụ then chốt. Trong đó công tác nhân sự là then chốt của then chốt. Xin đồng chí có thể cho biết về những trường hợp nhân sự đặc biệt sẽ tái cử hoặc tham gia lần đầu. Tùy theo từng cái vị trí, thế nhưng mà ở hội nghị Trung ương 15 thì cơ bản các đồng chí ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết thì đã được lựa chọn ở hội nghị 13, 14 thì cơ bản đã đáp ứng đã đủ với số lượng của Trung ương. Tuy nhiên thì với số lượng của các đồng chí đặc biệt thì cũng đã lựa chọn thêm một số. Ví dụ như là Bộ Chính trị thì Ban Bí thư để lựa chọn là tối đa là 2 đồng chí và cán bộ chủ chốt, các đồng chí chủ chốt là lựa chọn tối đa 2 đồng chí và Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì lựa chọn được một số đồng chí thì trong đề án đại hội sẽ được trình bày rất là cụ thể. Thế còn Ban chấp hành Trung ương thì cũng lựa chọn được một số đồng chí để tham gia vào để giới thiệu ra đại hội để xem xét. Thế còn số lượng thì đến thời điểm này là trong đề án và trong phạm vi chức trách của mình thì tôi chưa được phép công bố. Thế và quy trình của các ủy viên Trung ương Đảng thì là thực hiện quy trình 5 bước. Thế còn các đồng chí giới thiệu đặc biệt là của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện 2 vòng 8 bước. Như vậy một cái quy trình hết sức là chặt, trước hết là rất là rộng, từ Ban chấp hành Trung ương giới thiệu, không có giới thiệu, sau đó là tiểu ban văn kiện tới từ Ban nhân sự tổng hợp, Bộ Chính trị xem xét, bỏ phiếu. Nếu được rồi, đạt yêu cầu thì Bộ Chính trị ra Trung ương thì Trung ương bỏ phiếu tất cả phương án đó. Và tương tự như vậy thì các đồng chí ủy viên Trung ương mà thuộc trường hợp đặc biệt cũng thực hiện theo cái quy trình này. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn đồng chí. Thưa quý vị, qua nội dung cuộc phỏng vấn vừa rồi, quý vị có thể thấy việc quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành từng bước thận trọng theo quy trình chặt chẽ, dân chủ và trước hết là tập trung quy hoạch nhân sự phục vụ Đại hội 13. Không thể vừa quy hoạch nhân sự khóa 13 vừa quy hoạch nhân sự cho các nhiệm kỳ tiếp theo như nhiệm kỳ trước. Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội lần thứ 13 của Đảng được đặc biệt chú trọng về chất lượng, trên cơ sở bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý, nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Ban chấp hành Trung ương khóa 13 mới được đặt yêu cầu phải thực sự là một tập thể đoàn kết thống nhất, trong sạch vững mạnh, có tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược, tiêu biểu cho toàn Đảng về trí tuệ, tính chiến đấu, tính kỷ luật và gắn bó mật thiết với nhân dân, và đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ cao cấp của Đảng. Tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ đại hội lần thứ 13 cũng tăng hơn so với nhiệm kỳ đại hội lần thứ 12. Việc chuẩn bị giới thiệu và bầu cử ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 13 sẽ được triển khai một cách thực sự dân chủ, khách quan, công tâm và đặt lợi ích
quốc gia, dân tộc và của nhân dân lên trên hết, trước hết. Đồng thời, Trung ương khẳng định quyết tâm chính trị rất cao trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện và không bỏ sót những cán bộ có đức, có tài, có triển vọng phát triển, có tín nhiệm cao trong cán bộ đảng viên và nhân dân như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh. Thưa quý vị, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Lê Lợi tiếp nhận gần 2.000 lượt người khám chữa bệnh. Vì vậy, không tránh khỏi tình trạng người dân phải xếp hàng chờ đợi kéo dài. Nhằm tăng tính hiệu quả trong công tác quản lý và khám chữa bệnh, cuối tháng 12 năm 2020 vừa qua, Bệnh viện Lê Lợi đã đưa ứng dụng đăng ký khám bệnh trực tuyến MedPro đi vào hoạt động. Thông qua ứng dụng này được cài đặt trên các thiết bị thông minh, bệnh nhân có thể là đăng ký khám bệnh một cách dễ dàng tại nhà chỉ với một vài thao tác đơn giản, qua đó chấm dứt tình trạng xếp hàng để đăng ký khám bệnh như trước đây. Chia sẻ ngày mới sáng nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về lợi ích của ứng dụng đăng ký khám bệnh trực tuyến tại Bệnh viện Lê Lợi. Ông Tạ Miên Linh ở phường 2 thành phố Vũng Tàu theo dõi sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Lê Lợi từ nhiều năm qua. Khác với những lần khám bệnh trước, phải đến xếp hàng làm thủ tục đăng ký khám bệnh từ rất sớm. Lần này hơn 9 giờ sáng, ông Linh mới đến bệnh viện theo giờ hẹn của bệnh viện. Các bước tiếp theo như cung cấp mã số đăng ký khám bệnh rồi vào phòng khám bệnh, ông Linh chỉ mất 1 đến 30 phút. Bởi mọi thủ tục đã được ông Linh thực hiện tại nhà qua ứng dụng đăng ký khám bệnh trực tuyến MedPro ngay trước đó. Lần tôi khám bệnh xưa bình thường không đăng ký online thì phải xếp hàng có khi từ 4 giờ sáng. Mà rất là mất thời gian và ảnh hưởng ngay sức khỏe cho những người đi khám bệnh. Có cái vấn đề đăng ký khám chữa bệnh online là một việc làm rất là thuận lợi cho nhân dân, cho bà con, cô bác và cho những người bệnh. Không phải đăng ký trước như mọi khi nữa, tức là không phải thức khuya, không phải dậy sớm. Thế đến thì cứ như đến giờ mình đụng đỉnh như người đi giờ làm việc hành chính vậy thôi. Được giới thiệu về ứng dụng đăng ký khám bệnh trực tuyến nhiều thuận lợi này, bà Phạm Thị Hường ở phường 9 thành phố Vũng Tàu đã đến khu vực hướng dẫn để nhờ nhân viên kỹ thuật của Bệnh viện Lê Lợi cài đặt ứng dụng này trên điện thoại của mình, chứ mong muốn giảm thời gian chờ đợi đăng ký khám bệnh như trước. Đặt cho nó tiện lợi tại vì mình có thời gian để đi bốc số, thế nên là thời gian có nên cho nó tiện lợi thôi, mình thấy tiện mình đặt, với lại đợi chen chúc nó cũng... đợi phải lây lan cái dịch bệnh Covid hiện tại này, mình thấy tiện cho nên mình đặt. Mới đầu thì mình chưa hiểu nhưng mình về sẽ bảo con, nhờ con mình chỉ bảo thêm mình sẽ làm được. Ứng dụng đăng ký khám bệnh trực tuyến MedPro gồm các tính năng, đăng ký khám bệnh và thanh toán từ xa, quản lý lịch khám, tra cứu kết quả khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe trực tuyến. Sử dụng ứng dụng này, bệnh nhân có thể đăng ký khám bệnh một cách dễ dàng tại nhà chỉ với một vài thao tác đơn giản. Theo Bệnh viện Lê Lợi, trung bình mỗi ngày bệnh viện khám cho trên dưới 2.000 lượt bệnh nhân. Vì vậy, việc triển khai ứng dụng đăng ký khám bệnh trực tuyến sẽ góp phần chấm dứt tình trạng xếp hàng, mất nhiều thời gian và công sức để đăng ký khám bệnh như trước đây. Do mới triển khai gần một tháng nên số bệnh nhân đăng ký khám bệnh qua ứng dụng này còn khá khiêm tốn, chỉ khoảng 100 bệnh nhân mỗi ngày, chiếm khoảng 5% tổng số bệnh nhân đến khám bệnh tại bệnh viện. Đặc điểm riêng biệt của Bệnh viện Lê Lợi là trên 80% bệnh nhân khám ngoại trú là những người lớn tuổi, thì đa phần những người lớn tuổi thì xài điện thoại không ít, xài điện thoại thông minh và người ta cũng không tiếp cận công nghệ, người ta cũng không có được nhiều, nên là cái khả năng đăng ký của người bệnh cũng hạn chế. Hiện tại bây giờ bệnh viện cũng đang cố gắng tuyên truyền qua nhiều hình thức, thứ nhất là bệnh viện cũng đã làm các cái poster, rồi bệnh nhân viện cũng làm các cái stand đi để quảng bá, đồng thời bệnh viện cũng truyền thông qua các cái kênh truyền thông của bệnh viện. Ứng dụng đăng ký khám bệnh MedPro đã chạy ổn định trên hệ điều hành Android và hệ điều hành iOS. Người dân có thể vào trong kho ứng dụng trên điện thoại, nhập từ khóa, Bệnh viện Lê Lợi để tải và cài đặt ứng dụng đăng ký khám bệnh này trên điện thoại thông minh. Việc đăng ký khám bệnh trực tuyến qua ứng dụng MedPro đang được đơn vị cung cấp cho người dân sử dụng miễn phí đến hết tháng 5 năm 2021. Sau thời gian này, người dân đăng ký khám bệnh trực tuyến qua ứng dụng này sẽ phải trả phí 10.000 đồng một lần đăng ký. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 28 tháng 1. Thời tiết chủ đạo trong hôm nay và những ngày tới tiếp tục theo xu hướng nắng và hanh khô.
nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 23 độ, cao nhất từ 29 tới 31 độ, mức nhiệt không có sự biến động nhiều và duy trì từ nay đến Tết âm lịch. Mức nhiệt vừa phải kết hợp với trường gió đông bắc khiến không khí dễ chịu. Đêm và sáng trời se lạnh. Tuy nhiên, Đài khí tượng Thủy văn đưa ra cảnh báo về tình trạng thời tiết hành khô khiến nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư và khu cháy rừng càng ở mức báo động, nhất là thời điểm hiện tại. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay trời không mưa. Đêm và sáng sớm trời se lạnh, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 31 độ, độ ẩm tương đối 73-78%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay có lúc có mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 22 tới 24 độ, nhiệt độ cao nhất 27 tới 29 độ, độ ẩm tương đối 78-83%. Một đợt không khí lạnh đang di chuyển vào nước ta, khiến thời tiết biển đang có xu hướng chuyển xấu trở lại. Đêm nay và ngày mai, vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Trên biển, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động nhẹ. Tại Vũng Tàu, ngày 28 tháng 1 năm 2021, mực nước cao nhất 375cm xuất hiện lúc 1 giờ 15 phút, thấp nhất 70cm xuất hiện lúc 8 giờ 15 phút. Thời lượng dành cho chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là hết. Chúng tôi hy vọng với 45 phút chương trình đã mang đến những thông tin bổ ích cần thiết cho quý vị trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin và chương trình thời sự tiếp theo.